không ít lần, lực lượng cảnh sát biển Việt Nam đã phải ra tay để bảo vệ các tàu thuyền đi lại, đảm bảo an ninh trên biển. Điển hình là vụ việc xảy ra vào ngày 19 tháng 11 năm 2012, một vụ cướp biển táo tợn đã xảy ra trên vùng biển Việt Nam, khi tàu Zafira chở 300 tấn dầu nhẹ bị nhóm cướp biển gồm 11 tên tấn công. Được trang bị súng ngắn, kiếm và dao bầu, bọn cướp đã khống chế và bắt giam 9 thuyền viên, rồi ném họ xuống biển, để lại họ trôi giạt trong tuyệt vọng. Nhận được tin báo, cảnh sát biển Việt Nam nhanh chóng phối hợp cùng bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu để triển khai phương án tác chiến. Cuộc vây bắt diễn ra trong bầu không khí căng thẳng, khi bọn cướp biển tỏ ra ngoan cố và liều lĩnh. Vậy cuộc đấu trí đầy căng thẳng này đã diễn ra như thế nào? Kết quả của cuộc vây bắt này ra sao? Hãy cùng nhau tìm hiểu trong chương trình hôm nay nhé! Cướp tàu như trên phim hành động. Lúc 18 giờ 19 phút, Trung tâm chia sẻ thông tin của Cục Cảnh sát biển Việt Nam thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam nhận được một thông báo khẩn cấp từ Trung tâm thông báo cướp biển của Cục Hàng hải quốc tế tại cảng Klang, Malaysia. Thông báo cho biết tàu chở hóa chất Zafira của Malaysia đã bị mất tích và tọa độ cuối cùng mà tàu này liên lạc với chủ tàu là 9 độ 21 phút 58 giây vĩ Bắc, 109 độ 26 phút 49 giây kinh Đông vào lúc 10 giờ 6 phút cùng ngày, cách phía Nam Đông Nam Vũng Tàu 110 hải lý, tương đương khoảng 204 km. Thông tin sơ bộ cho biết tàu Zafira có số đăng ký IMO 9.016.387, quốc tịch Malaysia, trọng tải 11.125 tấn, di chuyển với hướng 7 độ Bắc và tốc độ 8 hải lý giờ, tương đương khoảng 15 km/h. Trên tàu chứa 300 tấn dầu nhẹ, một loại hàng hóa cực kỳ dễ cháy nổ. Tình hình an ninh cho thấy tàu này có thể đã bị cướp biển tấn công. Sau khi nhận được chỉ đạo từ Bộ Tổng Tham mưu, Cục Cảnh sát Biển Việt Nam đã ra lệnh cho tàu CSB 6007, lúc này đang thực hiện nhiệm vụ ở khu vực đảo Phú Quý, Bình Thuận, nhanh chóng cơ động và tiến hành trinh sát, nắm bắt tình hình về chiếc tàu Zafira bị mất tích. Chiều ngày 20 tháng 11, Cục Cảnh sát Biển nhận thêm một điện tín từ Trung tâm Thông báo Cướp Biển thuộc Cục Hàng hải quốc tế, IMB, cung cấp tọa độ mới nhất mà họ phát hiện vào lúc 17 giờ 58 phút giờ địa phương. Theo đó, vị trí hiện tại của tàu Zafira là 9 độ 55 phút 52 giây vĩ Bắc, 109 độ 16 phút 1 giây kinh Đông, với hướng di chuyển là 227 độ Nam Tây Nam và tốc độ đạt 12 hải lý giờ. Các thông tin này cho thấy khả năng cao tàu đang tìm cách cập vào các vùng biển của Việt Nam và hướng đi của tàu vẫn duy trì theo hướng Nam Tây Nam, càng củng cố thêm độ tin cậy về việc tàu Zafira chuyển hướng vào lãnh thổ Việt Nam. Đến 23 giờ giờ địa phương ngày 20 tháng 11 năm 2012, Cục Cảnh sát Biển Việt Nam tiếp nhận thông tin tiếp theo từ IMB. Theo đó, vị trí tàu Zafira được xác định ở tọa độ 9 độ 21 phút 47 giây vĩ Bắc và 108 độ 50 phút 2 giây kinh Đông, với hướng đi là 247 độ Nam Tây Nam và tốc độ trung bình khoảng 9,2 hải lý giờ, tương đương gần 17 km/h. Dữ liệu từ hệ thống giám sát hàng hải cho thấy tàu Zafira vẫn tiếp tục di chuyển vào vùng biển Việt Nam. Các phân tích chỉ ra rằng tàu Zafira đang cách bờ biển gần nhất của Việt Nam khoảng 94 hải lý, ở góc 90 độ so với mạn phải của tàu. Dường như, tàu Zafira đang hướng về phía đảo Côn Sơn, cách đó khoảng 136 hải lý, tương đương 252 km. Các cơ quan chức năng nhận định rằng, có khả năng những kẻ cướp biển trên tàu đang tìm cách cập cảng hoặc một địa điểm an toàn để tiến hành phá hủy hàng hóa hoặc thậm chí là hủy tàu. Sáng ngày 21 tháng 11, vào lúc 9 giờ 35 phút, Trung tâm thông báo cướp biển thuộc Cục Hàng hải quốc tế lại tiếp tục gửi thêm thông tin. Theo nhận định mới nhất của họ, tàu Zafira nhiều khả năng đang tiến về phía đảo Côn Sơn vì khoảng cách giữa tàu và điểm gần nhất của đảo hiện tại chỉ còn khoảng 42 hải lý, tương đương 78 km. Những diễn biến mới này đòi hỏi lực lượng cảnh sát biển Việt Nam phải nhanh chóng đưa ra phương án phản ứng kịp thời nhằm ngăn chặn các hành động tiếp theo của nhóm cướp biển. Theo nội dung bức điện khẩn, tàu Zafira vẫn tiếp tục duy trì hướng di chuyển như ngày hôm trước, theo hướng Nam Tây Nam, và khoảng cách đến đảo Côn Sơn đã được thu hẹp còn 94 hải lý. Từ những thông tin được cập nhật thường xuyên và chia sẻ với Cục Hàng hải quốc tế tại Malaysia, Trung tâm chia sẻ thông tin chống cướp biển liên chính phủ tại Singapore và Trung tâm phân tích tổng hợp của Hải quân Singapore, Cục Cảnh sát biển Việt Nam đã xác định được danh tính, tình trạng và các yếu tố vận động của tàu Zafira bị cướp. Trên cơ sở đó, họ đã đề ra phương án rà soát, tìm kiếm, phát hiện và xác minh tàu bị cướp. Để tăng cường lực lượng truy tìm, vào lúc 20 giờ 30 phút ngày 21 tháng 11, Cục Cảnh sát Biển Việt Nam tiếp tục điều động thêm tàu CSB đang trực tại cảng Vũng Tàu, nhanh chóng xuất phát phối hợp cùng tàu CSB 4034 tham gia tìm kiếm. Trong chiều tối cùng ngày,
Trung tâm Thông báo Cướp Biển cũng gửi một bức điện mô tả chi tiết các đặc điểm nhận dạng của tàu Zafira. Theo thông tin này, phần cấu trúc trên boong tàu Zafira được sơn màu trắng, ống khói của tàu cũng sơn màu trắng và có chữ EA in trên cả hai ống khói, đi kèm với ảnh mô tả. Boong tàu sơn màu xanh lá cây, thân tàu có màu đen phía trên và màu đỏ phía dưới. Số IMO của tàu được khắc nổi ở phần đuôi, nên dù bị cướp biển sơn lại, số hiệu này vẫn có thể được nhận dạng. Vào lúc 2 giờ 20 phút sáng ngày 22 tháng 11, biên đội tàu CSB 4034 và 4031 đã có mặt tại khu vực được chỉ thị. Hai tàu chỉ cách nhau từ 200 đến 300 mét. Trong điều kiện ánh sáng yếu và màn đêm dày đặc, biên đội đã triển khai đội hình tìm kiếm tàu bị cướp. Những giờ phút trôi qua, tàu CSB lặng lẽ lùng sục mục tiêu trong bóng đêm. Một số mục tiêu khả thi hiển thị trên màn hình radar cuối cùng chỉ là các tàu chở hàng bình thường. Đến 3 giờ 30 phút sáng, tại tọa độ 9 độ 50 phút 10 giây vĩ độ Bắc và 107 độ 1 phút 55 giây kinh độ Đông, cách Nam Đông Nam mũi ô cấp, thành phố Vũng Tàu 36 hải lý, màn hình radar của hai tàu CSB bất ngờ hiển thị một mục tiêu rất đáng nghi. Mục tiêu này liên tục di chuyển với vận tốc và hướng đi thay đổi liên tục. Với kinh nghiệm từ các cuộc diễn tập thực binh và kiến thức đã được học, thuyền trưởng Lê Hải Trường đã quyết định tiếp cận gần mục tiêu này. Anh thông báo cho đại úy Nguyễn Tuấn Hải, thuyền trưởng tàu CSB 4034, di chuyển về phía tàu nghi ngờ. Hai tàu CSB Việt Nam bắt đầu cơ động xung quanh con tàu khả nghi, bật đèn pha quan sát để nhìn rõ màu sơn và cấu trúc boong tàu, cũng như số IMO. Khó khăn lớn nhất là làm sao tiếp cận được gần nhất trong điều kiện tối tăm để có thể xác định được cấu trúc boong và sơn tàu, một nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm. Biên đội tàu CSB 4031 và 4034 nhận được chỉ đạo phải cố gắng áp sát đến mức tối đa để quan sát và đưa ra nhận định chính xác. Cuộc đấu trí kịch tính và ký kết. Khi đèn pha của tàu CSB 4031 chiếu thẳng vào cabin của tàu lạ, mọi người trên tàu đều hồi hộp chờ đợi. Nhưng không như mong đợi, tàu lạ không hề có động tĩnh. Mọi người trong biên đội cảm thấy lo lắng, bởi điều này có thể có nghĩa rằng tàu đang nằm trong tình trạng nguy hiểm hoặc bọn cướp biển đã chuẩn bị sẵn sàng cho những hành động tiếp theo. Tình hình lúc này càng trở nên căng thẳng hơn, khi mà việc xác định chính xác tàu Zafira là rất cấp bách. Trong các tình huống trước đây, khi các ngư dân hoặc thuyền trưởng phát hiện tàu CSB có hành động kiểm tra, họ thường hỏi lý do. Tuy nhiên, sự im lặng của tàu lạ càng khiến các chiến sĩ CSB cảm thấy nghi ngờ hơn. Thuyền trưởng Lê Hải Trường đã sử dụng bộ đàm qua kênh 16, nói rõ, chúng tôi là lực lượng CSB Việt Nam đang đi tuần tra kiểm tra, đề nghị tàu phía trước cung cấp thông tin, tên tàu, hướng đi, vận tốc và lý do tại sao lại thay đổi hướng đi như vậy, đi vào khu vực này có nhiệm vụ gì. Đáp lại, bên kia chỉ có sự im lặng. Sau khi nhắc lại lần thứ hai, một giọng nói ngập ngừng trả lời, nhưng lại không cung cấp những thông tin cần thiết như cảng đi, cảng đến và lượng nhiên liệu. Kênh 16 là kênh thông tin quốc tế mà tất cả các tàu trên biển phải mở và hoạt động 24/24. Khi lực lượng chức năng yêu cầu thông tin, các tàu phải trả lời theo quy định quốc tế. Bất kỳ tàu nào không trả lời sẽ bị nghi vấn. Khi thuyền trưởng Lê Hải Trường hỏi lại lần nữa, ông nhận được những câu trả lời không khớp với thông tin ban đầu. Vị thuyền trưởng tàu lạ đã đổi thông tin từ đi đến Trung Quốc sang đi đến Singapore. Những dấu hiệu này rõ ràng là bất thường. Biên đội tàu báo cáo về sở chỉ huy và nhận định ban đầu rằng đây là một tàu nghi vấn. Đại tá Nguyễn Quang Đạm đã ra lệnh cho thuyền trưởng Lê Hải Trường gặp trực tiếp thuyền trưởng tàu lạ. Khi ông nhắc lại các câu hỏi, thuyền trưởng tàu lạ lại trả lời lắp bắp và không đúng với những gì họ đã nói trước đó. Đối với các chiến sĩ CSB, điều này càng củng cố thêm nghi ngờ về tàu lạ. Lệnh từ Cục trưởng Nguyễn Quang Đạm yêu cầu các tàu CSB 4031 và 4034 chiếm lĩnh hai vị trí bên tàu nghi vấn, giữ khoảng cách ngoài tầm súng ặc và chờ trời sáng để xác minh. Đêm đó trở nên căng thẳng khi biên đội tàu CSB 4031 và 4034 phải căng mình làm nhiệm vụ, giữ cho tàu nghi vấn không được cơ động. Từ 3 giờ 30 phút sáng, biên đội tàu CSB Việt Nam đã liên tục chạy vây quanh tàu nghi vấn, áp sát và yêu cầu tàu này dừng lại. Thế nhưng, tàu nghi vấn vẫn giữ im lặng và không hợp tác, tiếp tục di chuyển. Tình hình lúc này trở nên rất nghiêm trọng khi các chiến sĩ CSB phải kiên nhẫn chờ đợi sự hỗ trợ từ tàu CSB 9001 để tiếp tục nhiệm vụ đầy căng thẳng này. Lệnh từ sở chỉ huy yêu cầu lực lượng CSB phải xác định được số IMO và tên tàu lạ, đòi hỏi phải tiếp cận sát mục tiêu, chỉ cách khoảng 30 đến 50 mét. Cấu trúc và hình dáng của tàu này giống với thông tin mà Trung tâm Thông báo Cướp Biển Cục Hàng hải Quốc tế IBM tại Malaysia và Hải quan Singapore đã cung cấp. Khi lực lượng CSB bật đèn chiếu laser nhìn đêm, họ phát hiện tên tàu là Seahorse, quốc tịch Honduras, với số IMO 901-6081. Tuy nhiên,
chỉ kịp ghi nhận hai thông tin này trước khi tàu CSB-4031 phải cơ động ra xa, giữ khoảng cách 200-500m ngoài tầm bắn của súng AK để bảo đảm an toàn. Cùng với tàu CSB-4034, họ lập đội hình bao vây, nhận định rằng có khả năng tàu lạ sẽ cắt neo để bỏ trốn. Tất cả quân số đều thức và căng mắt quan sát qua radar và đèn pha, luôn trong tư thế sẵn sàng. Tình hình trở nên căng thẳng, và thuyền trưởng Lê Hải Trường kể lại rằng quá trình này kéo dài cho đến khi tàu CSB-9001 ra hiện trường để yểm trợ. Biên đội 3 tàu CSB phải cắt mũi sát và liên tục yêu cầu tàu nghi vấn dừng lại qua kênh 16. Cuối cùng, tàu nghi vấn đã chịu thả neo vào lúc 6 giờ 30 phút sáng ngày 22 tháng 11. Một thuận lợi lớn là trời đã sáng, cho phép lực lượng CSB quan sát thực sự bằng mắt thường. Họ xác nhận tàu treo cờ Honduras ở phía đuôi, với chữ màu trắng. Thuyền trưởng Lê Hải Trường dùng ống nhòm để quan sát kỹ, và khi anh xem xét hai dòng chữ ở đầu tàu và đuôi tàu, phát hiện ra những vết lem và không sắc nét như bình thường, cho thấy những dòng chữ này đã được sơn lại và rất vội vã. Cấu trúc và hình dạng tàu không khác gì tàu Zafira, nhưng sơn mạn và cabin, cũng như tên tàu và số IMO, số lượng thuyền viên và quốc tịch lại không giống tàu bị cướp. Tuy nhiên, trong khu vực lúc đó, chỉ có mỗi con tàu này là có những động thái bất thường. Thời gian không cho phép chờ đợi, và tàu nghi vấn có thể cắt neo bỏ trốn bất cứ lúc nào. Đột ngột, Đại tá Nguyễn Quang Đạm nhận được thông tin rằng thuyền trưởng tàu Zafira đã được ngư dân ở Bà Rịa Vũng Tàu cứu vớt tại khu vực biển Bình Thuận. Thông tin này khiến lực lượng CSB càng phải hành động nhanh chóng hơn nhằm xác minh tình hình và xử lý những bất thường mà họ đang gặp phải. Vị thuyền trưởng tàu Zafira cho biết tàu đã bị bọn cướp biển tấn công. Bọn cướp này có 11 tên, khả năng cao là người Indonesia, và họ trang bị súng ngắn, kiếm và dao bầu. Khi lên tàu, bọn cướp đã bắt và nhốt 9 thuyền viên vào khoang tàu. Sau 2 ngày giam giữ, chúng đã đẩy họ xuống biển, ném họ vào cứu sinh và bỏ mặc họ trôi dạt trên biển suốt một đêm. Vị chỉ huy cảnh sát biển CSB Việt Nam, Đại tá Nguyễn Quang Đạm, lúc đó chưa thăng cấp thiếu tướng, mừng rỡ khi nhận được thông tin này. Ông nhanh chóng liên hệ với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để đề nghị cho CSB mượn 3 trong số 9 thuyền viên của tàu Zafira, bao gồm thuyền trưởng, máy trưởng và hoa tiêu, để ra khơi nhận dạng tàu. Lúc 9 giờ sáng ngày 22 tháng 11, sau khi 3 thuyền viên đã được đưa vào Vũng Tàu an toàn, Chỉ huy vùng CSB-3 đã nhận được sự đồng ý từ Biên phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để đưa thuyền trưởng, máy trưởng và hoa tiêu cùng tàu CSB ra vị trí tàu khả nghi nhằm xác định rõ hơn. Tuy nhiên, việc xác định mục tiêu trở nên khó khăn bởi thông số tàu này hiển thị trên màn hình radar đúng là tàu bị cướp, nhưng màu sắc và số hiệu lại không giống. Khi liên lạc qua kênh 16, bên tàu lạ vẫn khăng khăng trả lời rằng họ đang đi Singapore. Trong tình huống này, chỉ có những thuyền viên của tàu Zafira mới biết chính xác liệu đây có phải là tàu của họ hay không. 2 giờ sau, vào khoảng 11 giờ trưa, tàu CSB-2011 của vùng CSB-3 nhận được lệnh xuất phát với tốc độ cao nhất chở 3 thuyền viên ra hiện trường. Thuyền trưởng tàu Zafira là anh S.A.N.N. Win Ong, 37 tuổi mang quốc tịch Myanmar, cùng với Đại tá Lê Xuân Thanh, chỉ huy trưởng vùng CSB-3, cũng đi trên tàu CSB-2011. Trong khi tàu CSB-2011 lao ra biển, tại Hà Nội, Cục CSB đã nhận được điện trả lời từ Trung tâm Thông báo Cướp Biển Cục Hàng hải Quốc tế Malaysia. Họ cho biết đã kiểm tra danh mục các tàu vận tải quốc tế và không thấy có hồ sơ nào lưu trữ về tàu mang tên Seahorse treo cờ Honduras. Điều này làm dấy lên nghi ngờ rằng bọn cướp biển có thể đã thay đổi tên tàu và sơn lại tên trên phễu tàu và ống khói, trong khi số IMO trên đuôi tàu được dập nổi vẫn có thể không thay đổi. Ngay sau khi nhận được phản hồi từ Cục Hàng hải Quốc tế Malaysia, Đại tá Nguyễn Quang Đạm đã lập tức đến Bộ Tổng tham mưu, mang theo cả phương án tác chiến của Cảnh sát biển CSB. Trong cuộc họp trước đó, Bộ Tổng tham mưu đã đề xuất phương án đưa người nhái tiếp cận tàu bị cướp, và Bộ Tư lệnh Đặc công đã chuẩn bị lực lượng từ Cam Ranh vào Vũng Tàu để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Tình hình càng trở nên căng thẳng khi bọn cướp biển có thể hành động liều lĩnh bất kỳ lúc nào. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ đạo cần phải đấu tranh kiên quyết nhưng phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tất cả các chiến sĩ. Thách thức lớn lúc này là phải xử lý tình huống phức tạp, đảm bảo cả việc khống chế bọn cướp lẫn việc bảo vệ môi trường đều phải được xem xét cẩn trọng. Nếu chọn phương án tiêu diệt bọn cướp biển, 300 tấn dầu nhẹ trên tàu có nguy cơ tràn ra biển, gây cháy lan nhanh do gió biển thổi từ ngoài khơi vào bờ. Khoảng cách chỉ còn 70 km từ vị trí tàu bị cướp đến Vũng Tàu, có thể dẫn đến thảm họa cháy lớn trên biển và ô nhiễm nghiêm trọng. Ngược lại, nếu để bọn cướp biển chạy trốn, toàn bộ nỗ lực đấu tranh chống tội phạm sẽ thất bại và không hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ tài sản và an ninh hàng hải quốc gia. Trong bối cảnh đó, lệnh nổ súng tấn công để khống chế bọn cướp biển được truyền đi từ trụ sở Tổng tham mưu. Đúng lúc này,
bọn cướp đã bắt đầu chuẩn bị cắt neo để tháo chạy. Một tên cướp ra ngoài cắt dây neo, trong khi một tên khác cố đàm phán trên kênh 16, tuyên bố sẽ rời khỏi lãnh hải Việt Nam ngay lập tức. Tuy nhiên, lực lượng cảnh sát biển không thể để chúng trốn thoát. Đại tá Lê Xuân Thanh, chỉ huy trưởng vùng cảnh sát biển 3, nhận lệnh từ cục trưởng cục cảnh sát biển và ra lệnh nổ súng chỉ thiên để uy hiếp bọn cướp biển. Ngay lập tức, hai chiến sĩ cảnh sát biển Việt Nam nổ súng ặc chỉ thiên, khiến tên cướp đang chặt dây neo hoảng sợ. Dù vậy, hắn vẫn tiếp tục cố gắng cắt dây để giúp tàu tháo chạy. Lúc này, thuyền trưởng Lê Hải Trường sử dụng loa thông báo rằng 9 thuyền viên bị bọn cướp ném xuống biển đã được cứu sống, kêu gọi bọn cướp đầu hàng để được khoan hồng. Tuy nhiên, tàu Zafira vẫn tăng tốc, chứng tỏ bọn cướp biển quyết tâm bỏ trốn. Hai tàu CSB 4031 và 4034 nhanh chóng tăng tốc lên 30 hải lý giờ, cắt mũi chặn đầu tàu Zafira và ra lệnh dừng tàu. Bọn cướp biển vẫn ngoan cố không chịu dừng lại và tiếp tục tháo chạy. Trong khi đó, các vòi rồng của tàu cảnh sát biển phun nước mạnh vào cabin để gây áp lực, nhưng khi vòi rồng ngừng phun, tàu của bọn cướp lại tiếp tục tăng tốc. Cuộc đối đầu giữa lực lượng cảnh sát biển và bọn cướp biển đang trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, khi mọi hành động đều có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. Thuyền trưởng Lê Hải Trường tiếp tục liên lạc qua kênh 16 nhưng không nhận được bất kỳ phản hồi nào từ phía bọn cướp biển, cho thấy chúng đang quyết tâm chống trả đến cùng. Từ phòng làm việc của Trung tướng Trần Quang Khuê, Phó Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam, Cục trưởng Cục Cảnh sát biển ra lệnh tiếp tục nổ súng. Các loạt đạn từ súng liên thanh 12,7mm và AK-47 được bắn lên trời, gây hoảng loạn cho bọn cướp. Qua ống nhòm, thuyền trưởng Lê Hải Trường nhận thấy tất cả bọn cướp đã dồn vào cabin và cố thủ tại khu vực đài chỉ huy. Sau 15 phút thuyết phục không thành công, Đại tá Lê Xuân Thanh nhận lệnh từ Cục trưởng ra lệnh bắn thẳng vào cabin. Trong bối cảnh căng thẳng tột độ, các khẩu súng máy trên hai tàu cảnh sát biển đã sẵn sàng nhả đạn. Việc nổ súng bắn thẳng vào cabin nhằm mục đích uy hiếp, buộc bọn cướp biển phải dừng tàu, nhưng lại là một tình huống khó khăn, vì cabin là vị trí an toàn nhất trên tàu. Bất kỳ viên đạn nào đi sai hướng cũng có thể khiến tàu phát nổ, gây ra thảm họa cho khu vực biển Vũng Tàu. Trong khi tình hình diễn biến căng thẳng, Bộ Quốc phòng đã quyết định đưa lực lượng đặc công bằng máy bay trực thăng từ vịnh Cam Ranh vào Vũng Tàu. Một tàu cảnh sát biển cũng đã sẵn sàng để đưa lực lượng đặc công tới hiện trường tấn công trực diện. Sự căng thẳng trong không khí càng gia tăng khi bọn cướp biển tỏ ra gan lì và chuyên nghiệp. Tàu Zafira chở loại dầu nhẹ tương tự như xăng máy bay, khiến nó trở thành một quả bom khổng lồ giữa biển khơi. Khi Đại tá Lê Xuân Thanh chuẩn bị ra lệnh cho xạ thủ bắn vào cabin, ông nhận được chỉ thị từ Cục trưởng Nguyễn Quang Đạm, yêu cầu bắn vào cabin để buộc bọn cướp phải dừng tàu nhưng không được tiếp cận gần nhằm đảm bảo an toàn cho các cán bộ chiến sĩ. Ngay khi lệnh vừa được ban ra, không gian bỗng chốc bị xé toạc bởi loạt đạn từ Đại Liên và ặc nhắm thẳng vào cabin. Mặt kính cabin của tàu Zafira bị vỡ nát, tạo ra những vết đứt như mạng nhện. Tiếng loa kêu gọi bọn cướp dừng tàu vang lên, nhưng nhóm cướp biển vẫn không có dấu hiệu chịu khuất phục. Thời gian trôi qua từng phút, trong không khí căng thẳng, hàng trăm chiến sĩ cảnh sát biển căng mắt hướng về cabin tàu bị cướp, chờ đợi kết quả. Mọi người đều ý thức rõ ràng rằng hành động tiếp theo có thể quyết định số phận của cả bọn cướp và đội ngũ cảnh sát biển. Biên đội 5 tàu cảnh sát biển đang vây quanh đã mở bạt che pháo 25mm với tầm bắn 5km. Khi được lệnh bắn Đại Liên và ặc vào cabin, yêu cầu chọn lựa xạ thủ đã được đặt ra nhằm hạn chế thương tích cho bọn cướp biển. Loạt đạn được bắn ra nhắm thẳng vào cabin, khiến toàn bộ phần phía trên cabin tan hoang. Sức mạnh của những viên đạn này đã khiến tàu Zafira từ từ giảm tốc độ và dừng lại. Khi làn khói từ nòng súng trên tàu cảnh sát biển còn chưa tan hết, từng tên cướp biển lục tục kéo ra, chắp tay sau đầu xin hàng. Thuyền trưởng Lê Hải Trường tiếp tục sử dụng tiếng Anh để kêu gọi bọn cướp biển đầu hàng, yêu cầu chúng phải ra khỏi tàu và xếp hàng để đếm. Ông cảnh báo rằng nếu bọn cướp ngoan cố chống cự, chúng sẽ bị tiêu diệt. Nghe thấy lời kêu gọi, một tên rồi hai tên, ba tên cướp biển đã lóp ngóp bỏ ra khỏi cabin, giơ hai tay lên cao chấp nhận đầu hàng theo yêu cầu của lực lượng cảnh sát biển Việt Nam. Tổng cộng có 11 tên cướp biển và cảnh sát biển yêu cầu tất cả chúng phải cởi bỏ quần áo, nhảy xuống biển để được cứu lên. Chúng được yêu cầu phải nhảy xuống theo thứ tự từng tên một. Đến 16 giờ 30 phút, 11 tên cướp biển đã xếp hàng và lần lượt nhảy xuống biển. Mỗi khi xuồng tiếp cận bắt được một tên, lực lượng cảnh sát biển lại quay đầu chạy về tàu cảnh sát biển 4034. Đến 17 giờ 10 phút, chỉ sau 50 phút kể từ khi nổ súng vào cabin, lực lượng cảnh sát biển Việt Nam đã bắt gọn 11 tên cướp biển mà không phải bắn chết một tên nào. Kế hoạch bắt giữ và khống chế đã kết thúc thành công, không để xảy ra sơ suất nào, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cả lực lượng cảnh sát biển lẫn tàu bị cướp với hơn 300 tấn dầu. Tàu cảnh sát biển 4034 nhận lệnh chạy với tốc độ cao nhất chở 11 tên cướp biển vào bờ, trong khi tàu 4031 và 9001 ở lại hiện trường,
tiếp tục quan sát và bảo vệ tàu Zafira cũng như giả mìn xung quanh khu vực. Cuộc đấu tranh giữa lực lượng cảnh sát biển và bọn cướp biển đã diễn ra kịch tính và căng thẳng. Nhưng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và quyết tâm cao, lực lượng cảnh sát biển đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc, bảo vệ an ninh hàng hải và tài sản quốc gia. Ngay sau khi bắt giữ thành công 11 tên cướp biển, Cục Cảnh sát biển Việt Nam đã nhanh chóng liên lạc với các tổ chức chống tội phạm quốc tế để xử lý theo pháp luật. Vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 22 tháng 11, tàu cảnh sát biển 4034 đã chạy với tốc độ cao nhất xuyên đêm hướng về đất liền. Đúng 20 giờ, tàu cảnh sát biển 4034 đã đưa 11 tên cướp biển về quân cảng vùng cảnh sát biển 3. Chiến công này không chỉ là một thành tựu lớn của lực lượng cảnh sát biển Việt Nam mà còn khẳng định khả năng ứng phó với các tình huống khẩn cấp, bảo đảm an toàn cho tàu và lực lượng truy bắt hải tặc. Đây cũng là một trong những chiến công đặc biệt mà không phải nước nào cũng có thể thực hiện. Mặc dù phương tiện chưa hẳn hiện đại như của nhiều nước, nhưng lực lượng thực thi pháp luật Việt Nam đã khiến các nước trong khu vực và trên thế giới phải ngỡ ngàng và thán phục.